đang ngồi bên xếp hàng này. Rồi, chúng ta ngồi về giữa thẳng trong tư thế ngồi thoải mái nhất. Em xin phép các nước của mọi người nhé, ai là sẽ tiếp sau. Rồi, chúng ta dùng tay bẻ cơ mông để hai xương ngồi của chúng ta cố định và vững chãi trên thẳng. Rồi, vào bàn tay lại lên trên gối nhẹ nhàng, luôn giữ cho cuộc sống của mình nặng, thả lỏng đỉnh đầu. Chúng ta hít thở đi, quan sát lại trạng thái của cơ thể, trạng thái của hơi thở, sự thả lỏng của tâm trạng. Nhẹ nhàng chúng ta hai tay xuất chặt ngực. Cả lớp cùng nhau thực hành năm ôm 3 lần, kết nối năng lượng đầu giờ và đánh thức người thầy cảm nhận bên trong chúng ta. Nhẹ nhàng lớp hít sâu. Hít sâu hơi mặt về trung tâm.
nâng miệng bằng mắt nhìn trong mũi nào. Thở xoay cẳng sang phải, cẳng sang sang vai phải, kéo giãn tay chéo cổ bên trái. Hít vào mặt về chính diện. Thở nhẹ nhàng chúng ta xoay trái, cẳng sang sang vai trái, kéo giãn tay chéo cổ bên phải. Hít sâu mặt về chính diện. Thở xoay sang phải. Hít mặt về chính diện. Thở nhẹ nhàng lướt đổi bên. Vòng cuối, hít vào mặt về chính diện. Thở nhẹ nhàng chúng ta xoay sang phải. Hít mặt về chính diện. Nhẹ nhàng thở lớp xoay sang trái. Hít sâu đưa mặt về trung tâm, đồng thời lúc vươn hai tay lên cao, kéo giãn toàn bộ cuộc sống của mình. Chỉ hai chân ngồi xuống thẳng. Thở nhẹ nhàng hai tay xuôi theo thân. Thu cầm về hống cổ mắt nhìn bàn chân. Hít vào hai tay lên cao mắt nhìn lên. Thở ra tay xuống mắt nhìn xuống. Hít vào hai tay vươn lên, đan tay, bấm lòng bàn tay lên trần, ý thức kéo căng, giãn, duỗi toàn bộ cuộc sống. Lưng chỉ hai xương ngồi cuộc sống thẳng, nút sâu bụng và cơ đẹp sàn, giữ lại thời đề. Lớp đẩy tay ra sau tay lại, khu cầu bị họng cổ, ý thức đẩy căng các lồng ngực cổ lên. 6 5 4 cảm nhận sự căng giãn vùng cổ hai gáy của mình. 3 2 và 1 thở ra tay xuống mắt nhìn xuống. Nước tiếp tục giữ đầy thở đều. Tốt đấy. 6 5 4 3 2 và 1 rồi hít vào lúc vươn hai tay lên cao. Tay phải gối trái, thở nhẹ nhàng nghiêng người sang phải. Chỉ mạnh đầu gối chân trái xuống thẳng. Đúng rồi, tốt. Mắt nhìn sang bên này, vừa ngơ lên vừa đừng nhìn xuống dưới thẳng. Hít sâu về giữa lúc vươn hai tay. Chậm chậm thở lùi bên, tay trái gối phải thẳng. Mạnh tốt. Hít vào lưng người về giữa vươn tay. Nhẹ nhàng thở chúng ta nghiêng sang phải. Tay phải gối trái. Hít vào về giữa hai tay vươn. Thở thật chậm nghiêng người sang trái. Tay trái gối phải. Vòng cuối. Hít vào về giữa hai tay vươn lên cao. Kéo giãn toàn bộ cuộc sống. Tay phải gối trái. Thở nhẹ nhàng nghiêng người sang phải. Lớp giữa đây hít thở thật đều. Kính mạnh mông trái đùi trái xuống thẳng. Tay phải nắm chặt gối trái này. Mỗi lần thở ra chúng ta hãy hít sâu ra phải để được chống đỡ. Tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn cơ lên sườn bên trái của mình. 6 nghiêng tiếp vào nước. 5 4 3 2 và 1 hít sâu lưng ngồi về giữa lớp vươn tay. Nhẹ nhàng thở lớp đổi bên nào. Nhưng người sâu sang bên trái. Lớp giữ lại hít thở thật đều. Ký mạnh mông phải cũng phải bụng xuống thẳng. Mỗi lần thở ra lớp đã nghiêng sâu người sang bên trái thêm một chút nữa. Tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn cơ lên sườn bên phải. 6 5 nghiêng tiếp sang phải là nước. 4 3 2 và 1 hít sâu lưng người về giữa lớp vươn hai tay. Hai tay ra ngang vòng vào tay bụng. Bẻ ngược của một tay một chân. Thở chúng ta xoay vật người sang phải.
hít vào về giữa, thở nhẹ nhàng lướt đổ bên sang trái, đẩy căng ra cái cường tay của mình sang bên người, chị đưa tay phải chị đang đi theo cái chiều bạn, mở tay phải ra sau, hít vào về giữa, rồi về phía chân hạ tay thấp xuống bằng ba thôi, thở nhẹ nhàng lướt đổ bên sang phải, đẩy ra cái cường tay cùng một sang khỏi thân một sang, biết hầu hơi tay trái của em đang đi theo chiều bạn tay phải, mở ra sau, hít vào về giữa, thở nhẹ nhàng vặn sang bên trái, hít sâu đưa người về chính diện, thở nước bạn sang bên phải, rồi đứng giữa đây và đều chân này, phía chân bích hầu cái hương, rồi chúng ta đẩy tay trái ra sau, mở tay trái ra sau, không đi tay trái lên phía trước, rồi mở căng ra sau bên phía chân, luôn có ý thức nào để căng căng cái cường tay ra khỏi thân người, tập trung cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình, đặc biệt là các đốt sống bên trên, mỗi lần thở ra lớp mở sâu cái vai phải của mình ra sau khi mình thở nữa, 6 5 4 3 2 vào 1, hít vào về giữa, thở nhẹ nhàng nước đổ bên nào, rồi tiếp tục giữa đây, thở đều, đẩy sang cái cường tay ra, ở cái cường ơi tay phải của em đã đi theo cái tay trái hết rồi, em mở được ra xong chị, rất luôn ý thức nào, đẩy sang cái cường tay ra, biết không đưa tay phải lên cao lên một chút bằng vai, đưa tay phải cao lên, đẩy càng cường tay ra đúng rồi đó, nâng cằm lên đi ạ, tập trung ý thức cảm nhận toàn bộ cuộc sống của mình, đặc biệt là các đốt sống bên trên, mỗi lần nước thở ra thì lại mở vai trái của mình ra thêm một chút nữa, 6 duy trì hơi thở đều, 5 4 3 2 và 1 hít vào lưng người về giữa lớp vươn tay, thở nhẹ nhàng hạ tay phải ra sau mông, tay phải lên lớp, hít sâu chúng ta lưng đông, chỉ hai đầu gối thẳng thẳng đẩy không được đúng không, đẩy hết đến chuyện hai đầu gối thả xuống cao, thở nhẹ nhàng lớp hạ mông, hít vào hai tay vươn lên cao, thở hạ tay trái sau mông, hít vào lớp lưng mông chỉnh gối, đẩy không để ngực của mình lên, thở nhẹ nhàng thả mông, hít sâu hai tay ra ngang lòng bàn tay bụng, thở đổ người về phía trước góc 45 độ, siết chặt mông một cùi, thẳng lưng dưới ngực lên, dưới ngực lên trên chị Duyên, hít vào lưng người về giữa lớp vươn tay, kéo giãn toàn bộ cuộc sống, thở hạ tay phải sau mông, hít sâu chúng ta lưng mông chỉ hai gối xuống thẳng, đẩy không để ngực của mình lên, nhẹ nhàng thở được hạ mông, hít vào hai tay vươn lên cao, thở hạ tay trái sau mông, hít vào lớp lưng mông chỉ gối xuống thẳng, đẩy không để ngực của mình lên thẳng, thở nhẹ nhàng lớp hạ mông, hít vào hai tay vươn lên cao, rồi bây giờ mình hai tay ra ngang trên là bàn tay út, thở nhẹ nhàng hút sâu vào bụng, đổ người về phía trước một bộ như thang đổ, lưu ý thẳng lưng dưới cung trên đúng rồi dưới cung lên, hít sâu lưng người về giữa vươn tay, thở nhẹ nhàng hạ tay phải sau mông, hít vào lúc lưng mông chỉ hai đầu gối đẩy không thể vươn lên, rồi bây giờ mình giữ lại thở đều, lưu ý cái tay trái ở trên của mình nữa không mở, mở lòng bàn tay lên nhưng mà hướng ngón tay cái xuống thẳng trên, chúng ta thở đều đây,
Kéo
chân ta, dùng tay kết cổ, rồi sau đó mình giữ lại đây, thở đều trên này, ý thức này dùng tay ép đầu gối của mình xuống, thở bụng ngủ ngáo, lưu ý chúng ta giúp sơn cơ đèn xa lên trên, hãy cảm nhận toàn bộ một xung trọng và khớp hàm của mình. 6 5 4 3 2 vào 1, giữ nguyên độ của mình như vậy, hít vào hai bên vân lên cao, nâng người lên ạ, kéo giãn toàn bộ cuộc sống của mình. Sau đó thở, chúng ta vươn người vì trước trượt dài ngay trên, vẫn luôn ý thức thả dần khớp hàm của mình xuống, đang trượt dài về phía trước. Đúng rồi, ăn tốt, bụng ngực cầm chặt hạn và chưa làm được cũng thẳng lưng dần lên, thở đều lên trên này. Mỗi lần nước hít vào, thở ra, đã cho phép mình thả rơi vùng hạng thêm một chút nữa, vươn thức đầu ngón tay về phía trước thêm một chút. 6 5 4 3 2 và 1. Rồi sau đó chúng ta hít sâu hơn 10 phút nữa, hai tay hơn. Thở ra nhẹ nhàng, chúng ta hạ cánh. Rồi lúc tuổi trách nhiệm đầu gối xuống thẳng lên xuống lên xuống. Nhanh mạnh và đường hít. À, ok. Lớp dụng, đưa tay về phía trước, xoay đầu người cả cổ chân cả cổ tay trên này. Hỏi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1, ngược lại, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rồi thả lỏng dùng tay bẻ các ngón tay sang trên, rồi thả lưng dưới mặt lên, bẻ ngược hai bàn chân trở lại. Hít vào, lướt vươn hai tay lên cao, ý thức kéo giãn toàn bộ các cuộc sống của mình. Rồi, nhấc nhẹ hai gối, thở ra chúng ta vươn dài cuộc sống, gập người về phía trước nào, bụng áp ngồi, được chạm ngồi, hai tay làm cách ngoài của bàn chân. Rồi thả lỏng vai, thẳng lưng dấn ngực. Dưa đây, thở đều nào. Mỗi lần nước hít vào, thở ra chúng ta lại nhẹ nhàng, nét mông ra phía sau, để thẳng đầu gối của mình thêm một chút nữa. Cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cuộc sống, sự căng giãn toàn bộ cơ hội sau của mình. 6 5 4 3 2 và 1. Rồi sau đó chúng ta hai tay áp sát tay, hít vào từ từ chúng ta nâng người lên, người nâng lên đến đâu thì chúng ta thẳng ngồi đến đó. Thở ra nhẹ nhàng, lắc hạ chân, rồi lắc bị cố xuống hạ lên xuống. Hai tay bóc mặt phẳng, rồi bóc tay mặt phẳng, vừa là mặt chân nhẹ nhàng. Tiếp vào, thẳng lưng xuống vương, thở. Chúng ta tay phẳng xuống trên cả kéo lên trên, đưa tay lên trên tay nhé. Ở thở ra, không thở bên. Tiếp vào, kéo xuống bên ta, thở vào bên này, hít lên, càng kéo xuống bên ta càng tốt nhé, đẩy đầu gối chúng ta sang phần thẳng của bên ta, thở rất là đậm chí. Hai tay là ngón chân cái nào, móc câu nhẹ nó đẩy móc như này, rồi là ngón chân cái nó không móc này nhé, bất kể một lần thế nào. Rồi hít vào nữa, dùng tay kéo cái chân phải nào, về áp sát tay, mở cái khớp hàm của mình ra. Nên chị Huyền, đúng rồi đó, mặt nghe. Mặt bằng chân hướng vào tay thật tốt. Thở ra hạ xuống. Tiếp tục hít vào gối bên trái nha. Đúng rồi, đen kéo lên cao trên nào, càng cao càng tốt. Thở ra nhẹ nhàng hạ xuống. Hít vào lên. Chân phải, kéo ra sau. Nào, đưa cái chân bên tay càng phải lên tay. Thở ra hạ xuống. Hít vào nâng chân trái lên nào, kéo ra chân trái. Đầu gối kéo ra sau. Bàn chân áp sát vào tay càng tốt. Thở hạ. Chân phải hít vào lên thẳng lưng.
thở nhẹ nhàng vươn dài cuộc sống về giữa hai ngồi trên, thẳng lưng dưới ngực, cố gắng đợi xương mu về phía trước hướng xương cụt lên, đợi ngực về phía trước nào. Ta chạm cả một nữa, hít sâu lưng người về giữa lúc vươn tay, thở nhẹ nhàng hạ hai tay sau mông, hít sâu chúng ta lưng mông nặng, bạn phải lòng bàn chân xuống thẳng, đợi không để không bị nén. Đổ về giữa đất, thở đều nào. Lưu ý chúng ta phải siết chặt mông bụng ngồi đợi không lên. Rồi áp hai lòng bàn chân cũng đi xuống thẳng, tập hai gối nhưng không phải khớp nha lớp. Vươn cổ theo hướng đỉnh đầu bằng phía trên gồng cổ bạn đỡ được nào. Rồi tốt. 6. Giữ lại cái bụng dưới, hít thở bụng trên và bụng trên thôi. 5. Đừng ai thở về bụng dưới lên. 4. Mông lên nữa đi nước. 3. Áp hai lòng bàn chân nào. 2. Và 1. Thở nhẹ nhàng chúng ta hạ mông. Hít vào hai tay vươn lên cao, xoay người sang chân phải, thở mình gập người về bên chân phải nào, hai tay là bàn chân, ai căng quá chúng ta chuyển gối nào, bẻ đường một chân nào, đặt căng quá chân trái, giữ lại đây thở đều, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Rồi chúng ta hít sâu lên người, hai tay vươn lên cao. Tay trái của mình em ôm lấy em phải về phía trước, xoay người sang phải, thở nhẹ nhàng chúng ta nghiêng người sang bên trái nào, tay tốt bên phải đằng chân trái, còn chưa làm được chúng ta cũng nghiêng như vậy, giữ thở đều, lưng lưu ý luôn ý thức đẩy cái vai trái của mình về phía trước, tay tốt vai trái hạ xuống thẳng mặt trước của đùi trái, tay phải đặt vào chân, mở hết cái vai phải ra, giữ thở đều đúng không, cho nên đẩy lên bên trái. 6. Năm, tiếp tục đẩy vai trái mở vai phải. 4, nữa đi nào. 3, 2, nữa là cho em nào. 1, rồi chúng ta hít vào lưng người về giữa lớp vươn hai tay lên cao. Thở nhẹ nhàng lớp vươn dài cuộc sống gập người về giữa hai đùi trên nào. Đặt căng hai gót chân của mình ra tay chậm nhàng. Trở lại tay. Có lách mông ra sau. Gập người về phía trước hết cỡ, đẩy ngược nặng vẽ hương. Vì mình kiểu tay tay mình hạ xuống thả rồi thì cố gắng chỉ tay. Giữ nước lên, giữ thở đều. 6 5 4 3 2 và 1. Hít sâu lưng người về giữa lưng vươn tay. Thở nhẹ nhàng chúng ta hạ tay. Rồi. Sau đó lướt thu chân của mình về phía trước, thu chân phải nhé, nhịp múa lên xuống, nhanh mạnh cả nhịp, chuẩn bị đồ bên trên. Hít vào chúng ta vươn hai tay của mình lên cao, thở
tay về sườn, mở chân sang ngang, tay sang ngang, khuỷu mở hẳn chân sang ngang, trên cẳng chân cẳng tay, mở chân cẳng chân ra, cẳng chân cho em thiện chưa? Rồi hít vào, đặt căng chân ra sau, vươn tay về phía trước, nấc giữa đầu thở đều. Lưu ý mông của chúng ta đang bị đánh sang bên tay trái này, lúc đánh sang phải trên, đánh mông sang phải đi, cuộn nhẹ xương cột sốc vai của mình lên, mắt nhìn chắc về phía trước cho chị Thủy, biết hầu dưới không có nhìn đâu. Thở đều. 6 5 ý thức đặt căng chân đôi mạnh tay vào đất. 4 3 2 và 1 rồi chúng ta co gối, co tay, thở ra chúng ta mở chân phải sang phải, tay trái sang trái, mở ra đặt căng chân lên. Rồi tốt, xốc vai lên, giữ ở đây thở đều. 6 5 cố lên nữa. 4 3 giữ nguyên nha. 2 và 1 giữ nguyên chân, hạ tay trái về phía trước mặt, chống tay về tay phải rồi hạ chân trái, chân phải của mình xuống sao cho gót chân phải đầu gối chân trái trên một đường thẳng. À, ok chưa? Rồi chúng ta hít sâu lên người, hai tay vươn lên thẳng, bẻ ngược mũi chân phải lên trên trần. Đó, thở chúng ta hạ tay xuống thẳng, trượt trải cái gót chân phải, trượt căng hết mức có thể trên, trượt gót chân phải sang bên người ra đi ạ. Đúng rồi, đổ người về phía trước, đúng rồi chị Huyền, đổ người về phía trước, cho em chống tay về phía trước một chút. Đúng rồi, mọi người làm một chị Huyền nhé. Đúng rồi, bé Bích Hậu ôm chân của mình sang ngang nhé. Rồi tiếp tục, hít vào lưng lên trên nào, co đầu gối trở lại, tay được chống như vậy. Thở nhịp hai, trượt tay trên đi. Thế đủ trượt chân nào, tay đi theo chân một chút cho người đỡ bị lệch nhé. Bẻ ngửa bàn chân lên. Rồi tiếp tục, hít vào lên nào. Thở ra chúng ta trượt chân, bẻ ngửa bàn chân lên, trượt dài chân trên nào. Trượt đi mọi người, đúng rồi, chú ý chỗ này. Trượt dài trên. Rồi hít lên. Thở nhẹ nhàng lớp trượt chân nào. Rồi nhớ bẻ ngửa bàn chân lên giường, bẻ ngửa bàn chân lên nữa, giữ ngược vươn cả mắt nhìn về phía trước, không ai cúi đầu á, ở dưới không có gì nhìn đâu. Hít lên. Tiếp tục thở trượt thở lên. Bé Hương ơi em, bé Hương em chống tay về phía trước các chị nào, chống tay về phía trước đi. Rồi lớp giữ ở đây, thở đều. Mỗi lần thở chúng ta trượt tay về phía trước thêm một chút nữa cho em nhé. Năm, 4 thở đều đi lớp. 3 không có vươn tay quá nhiều như vậy bé. Rồi 2 Phương Nguyên đẩy tay về phía trước, Phương tay đi về phía trước, lưng không lên góc trên không ở bao giờ. 2 và 1 rồi bây giờ chúng ta hạ mông xuống, nằm sấp người chúng ta, chân vẫn như vậy, nằm sấp xuống đi. Ai chưa nằm sấp được thì chúng ta chống khuỷu tay nha. Vươn tay về phía trước, bé quên vươn tay, ngồi giữ đây. Rồi ăn chưa làm được cái chống hiện tay của mình, thẳng lưng dấn ngược đầu về xương này. Rồi giúp kéo mông ra sau chị một chút, thở đều. 6 dấn ngược lên. 5 4 đẩy mông về phía trước cho chị một chút này bé Hương. 3 chị Huyền kéo mông ra sau, gót chân của mình vẫn xuống thẳng, mũi chân vẫn hướng lên chân cho em nhé. 2 thế em không phải vậy. Và 1 rồi nhẹ nhàng chúng ta chống tay lưng người của mình lên. Dạ, nắm lần bên mình lên một chút nha. Ở lúc này nó cũng đặt khá là ok rồi, có mỗi lúc đặt thôi.
nâng cái chân trái ra sau, khuôn tay phải về phía trước. Thở co đầu gối co tay, mở sang ngang. Mở sang ngang, chân sang ngang, tay sang ngang. Tiếp tục hít vào và tăng chân thẳng tay. Thở, mở chân sang ngang, tay sang ngang. Tiếp tục co gối nhé, co gối bao giờ đóng mở. Rồi như vậy khớp háng của chúng ta sẽ xoay được một vòng, mở sẽ tốt hơn. Thẳng chân, bích hầu môn thẳng chân. Và cái chân trái, đúng không? Hít vào là đặt căng chân thẳng tay, mắt nhìn về phía trước. Rồi lúc giữ là nhớ nhé, khi chúng ta vươn tay về phía trước, ngón tay phải hướng lên trên trên, từ cúp lòng bàn tay xuống. Phía chân cúp lòng bàn tay xuống rồi. Ngón tay trái hướng lên chân, ngón tay phải của em, ngón tay cái hướng lên. Bích hầu, phía chân, rồi giữ đây. Hương, tay lên, ngón cái hướng lên chân cho chị. Thở đều. Bích khuyên đơn đứng đặt căng chân ra sau. 6. Bé Hương ơi, bé Hương ơi. 5. Không cúp lòng bàn tay xuống nào. Cúp ngón tay cái hướng lên chân. 4. Lớp bị đẩy thông sang bên phải và bị đẩy sang trái cho em. 3. Xốc vai lên nào, khuyên chủ nhận cho tay trái. 2. Và 1. Rồi bây giờ chúng ta cứ co gối và mở chân sang ngang, tay sang ngang nào. Xốc vai của mình lên. Giữ thở đều, bẻ ngược bàn chân trái trở lại. 6. Khuyên đưa cái co đầu gối mở chân sang ngang nữa chị. 5. Co gối về bụng và xong rồi mở. Đỡ lên. 4. Mở chân sang ngang đi về dương. 3. Chân trái của em á. 2. Và 4. Nhẹ nhàng hạ tay phải mình xuống. Rồi hạ chân trái sang ngang. Chỉnh cho em góc chân đầu gối chân của đường thẳng. Bẻ ngược gối chân lên thẳng lớp. Rồi hít vào. Thở chúng ta trượt chân sang ngang. Chuẩn bị ạ, trở dài chân cho em. Rồi, nhớ cái tay của mình di chuyển cho em một chút nhé. Theo bé thân người. Rồi, tiếp tục hít lên. Hương ơi, mông hương ngồi trên bắt chân đầu, lưng mông lên. Mình trượt được đó. Rồi, chống tay về phía trước. Tiếp tục thở trượt chân cho em nào. Rồi, hít lên. Quên để cái bắt chân của em thẳng cái đầu của chân trái. Ở chân phải, chân trên bắt chân lên một chút. Thở trượt chân trên nào. Trượt đi ạ. Rồi, quên đi tay theo chân nhé. Cho cái người bị lỡ bị lạnh. Tiếp tục hít lên. Thở lúc trượt ra trên, trượt tay đi ạ. Thở trượt, đúng không ạ? Tốt. Tiếp tục hít lên nào. Thở trượt tay, trượt chân ra. Tay đi theo chân nhé. Đúng rồi. Giữ đây. Thở đều, bẻ ngược ngón chân trái hướng lên chân. 6. Thở vô cùng ngắn của mình ra lắm. 5. Tiếp tục trượt đi ạ. Hương ơi, mong mẹ không được ngồi trên gót chân. 4. Đẩy tay về phía trước đi Hương. 3 nữa lên. Đúng rồi, tiếp tục lên nữa. Nữa lên. 2. Bây giờ trượt chân dài ra, mong ngồi trên gót chân trượt đâu có cái gì đâu. Và 1. Rồi tiếp tục trượt hết cỡ. Rồi. Không lao về phía trước. Áp kiểu tay của mình xuống, ai tốt thì gặp người, bụng áp ngực, áp thẳng thế nào, đúng không chị Bình? Thẳng lưng giống ngược, cái khuyên hạ dần cái bụng của mình xuống rồi vươn tay. Giữ thở đều, khuyên dít cái mông của em về phía trước một chút, ít ít thôi. Ở giữa đây, thở đều chị Bình. 6 5 4 Tiếp tục hít thở đều cho em. 3 Nữa đi lớp. 2 Nữa nha. Tiếp tục thở đều trên biển. Bẻ ngược bàn chân trái lên nào. Bỏ dưới ngược lên trên. Và 1 Rồi nhẹ nhàng chúng ta chống tay lên ngược của mình lên. Nhẹ nhàng. Lớp để cho em một cái viên vừa lớp ở đằng trước. Sau đó lớp ngược lên nhìn em làm mẫu nhé. Ta sẽ về từ cái con ếch và tận hưởng cuộc sống vui. Đầu
chị lên kéo con sao mà không, chị lên kéo nó sao đi. Giữ thở đều, tập trung cảm nhận bế quý, kéo mông ra sau chị, cảm nhận toàn bộ vùng khớp háng của mình nhé. Chúng ta cứ thở ra rồi thả lỏng, cứ hít vào rồi thở ra thả lỏng cho em, luôn luôn ý thức nào. Rồi vươn tay, tập trung cảm nhận toàn bộ vùng khớp háng, xương chậu của chúng ta. Và như vậy chúng ta luôn duy trì hơi thở. Hương ơi, làm sức để phía trước, nhìn mẫu giúp chị nào Hương. Duy trì hơi thở đều, đúng rồi đó. Để ngược hai bàn chân nào, lòng về phía trước mà. Hai chân mở rộng ra ngoài, hít thẳng. Cứ như vậy, hít đều cho em. Hít sâu và thở trong. Để Hương mở rộng chân ra nữa, đẩy người về phía trước. Em phải mở rộng chân ra hai bên. Lao người về phía trước, em đừng kéo bước ra sau. Nữa đi, ngang người tay vươn về phía trước đi, tay vươn về phía trước nữa, ngồi đó ngồi lên nữa đi, đẩy ngược về phía trước nữa em, mạnh dạn lên em, nữa nữa lên, ngồi nhiều quá, đầu gối mông trên một đường thẳng nào, thở đều trên nào chị Liên, kéo hơi ra sau, tận hưởng cuộc sống trên nào, sáu, thở đều đi nước, năm, làm sức xuống về dương, bốn, ba, thở đều trên nào, hai, cứ như vậy và hít sâu thở trầm, dương vật đau đầu và hít có thể thắt kế, chờ đôi về, dương của tôi, và một, tôi như thế chúng ta chống tay lưng người lên nào đó, alo, alo, hết rồi lại, ok. Rồi chúng ta duỗi chân về phía trước, nhịp cổ chúng ta lên xuống lên xuống, nhanh nhanh là đều. Hít vào chúng ta hai tay vươn lên cao. Thở ra chúng ta vươn cuộc sống và người về phía trước nào. Hai tay đặt lên ngón chân cái nha, bóp cái bóp cơ vào đó. Rồi. Sau đó chúng ta hít vào lên người của mình thẳng lưng dưới hơn lên. Thở tiếp tục, gập người xuống, mọi người giống chị Huyền, chị khỏe đi này. Đúng rồi, giữ lại thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Hít vào lưng người vươn tay. Thở nhẹ nhàng, chúng ta hạ tay, hạ chân. Rồi bây giờ mình co cái đầu gối của mình ra. Lòng bàn chân đã thẳng, đầu gối xuống chân. À, tốt. Tiếp tục hai ngón tay của mình móc thành cái móc câu, lắng vào hai ngón chân cái. À, tốt. Đã. Hít vào đặt căng chân thẳng tay. Lưng chân hết lên, cả hai chân lưng lên, thẳng chân về phía trước. Đúng rồi, đặt bàn chân thẳng, tay kéo ra. Đúng rồi, chị Thiên tốt này. Giữ thở đều trên. Sáu. Ngược lên nào. Năm. Bốn. Thẳng lưng lên che đi nước. 3. Tiếp tục thẳng lưng lên. 2. Nữa lên nào lớp. Rồi, rất tốt, lớp rất tốt. Và 1. Nào từ từ lớp. Mở rộng hai chân sang ngang. Đúng rồi, đặt căng chân hai chân sang ngang trên. Đúng rồi, nữa đi chị Huyền. Đúng rồi, nữa. Nữa, chân đạp tay kéo, tốt, tay hút, giữ, và đều trên, 6, 5, nữa lên nào, ngược lên nào lớp, 4, tiếp tục lên, 3, nữa đi lớp, 2, chân đạp tay kéo trên nào, nữa nào, đẩy thẳng lưng dưới ngực, đẩy cái xương mu của mình về phía trước một chút, mua cao bồi, lúc hai cái xương ngồi trên. Rồi tiếp tục thở đều trên đĩa. Chân đạp tay kéo nhá. Lưng thẳng trên nào. Rồi ok, thở ra nhẹ nhàng, thu chân nào. Nhịp cổ xuống thẳng lên xuống lên xuống. Sau đó lắp lặp vừa trên thẳng trên.
chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Đổ hai chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Rồi chúng ta giữ ở đây, thở thật đều. Tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cơ thể. Tập trung cảm nhận cả những sự thoải mái trên cơ thể của mình ngay lúc này và tại đây. 5 4 3 2 và 1. Hít vào đường giữa nào, chân giữ nguyên, thở nhẹ nhàng, hai chân đổ trái, mắt nhìn phải, không có đổi chân như nữa. Rồi làm nghiêng cho chị luôn đức hồng, đổ hai chân ra, co đầu gối về cùng đi em. Tôi nói đổ đúng rồi đó. Ở đó, ồ, rồi tốt. Giữ cái hương với bạn biết mà. Thở đều cho em nào. 6 5 Cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình nào. 4 3 2 Và 1 Hít vào bên giữa. Rồi lúc gỡ chân ra đổ bên nào, chân trái đắp lên chân phải. Rồi sau đó chúng ta phải trùng nhẹ cái chân phải để bắt được cái chân trái qua nha lớp. Chân trái bắt lên chân phải là bé thương. Rồi bắt sâu vào, đúng rồi, bắt sâu vào chân á. Rồi co đầu gối chân phải. Rồi chúng ta bắt chân trái xuống chân phải. Hai tay ra ngang, hít vào bụng hơi thật sâu, cũng không phải bé nguyên. Thở hai chân đổ trái, mắt nhìn phải. Chân trái ở trên thì đổ chân trái trước. Rồi giống bên kia đổ sang trái cho em. Lớp giữ thở đều. Chị Uyên bắt đầu trái nào. 6 Chị Tiên con đầu gối lên, bục lên phía trước một chút chị. 5 4 3 2 Và 1 Hít vào bên giữa. Thở nhẹ nhàng nước đổi bên. Hai chân sang trái, hai chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Giữ nào con đầu gối lên một chút đi đích hồng. Nước thở đều. 6 5 4 3 2 Và 1 Hít vào về giữa. Rồi lớp thở dưới chân nhịp gối lên xuống lên xuống. Rồi bây giờ chúng ta co đầu gối nè. Lòng bàn chân nát thẳng đầu gối hướng chân và lưng về cây cầu. Không nhìn đầu chạm thẳng mọi người cứ làm đi nhá. Ở vẫn hai tay ra ngang như vậy. Hít vào nhấn nâng gót chân nâng mông lên trên. Nâng mông lên nước. Đúng rồi, siết chặt mông một cùi lâm mông. Quên là siết cái gót chân lên về mông một chút cho chị. Rồi giữa đây. 6 Lòng bàn tay úp nhà, lòng bàn chân nát thẳng về hương. 5 Gót chân nào xuống thẳng đi, phía chân. 4 Đẩy ngược về cằm trên nào. 3 Giữ nguyên. 2 Và 1 Hít vào lưng chân phải lên cao. Thở đều. 6 Kiểm gót chân dưới lên nước. 5 Nửa đẹp. 4 Kiểm cao gót chân dưới. 3 Kiểm cao gót chân nào lên nào lớp. Đúng không? 2 Giữ nguyên. Hít thở đều. Và 1 Giữ nguyên chân dưới. Mở cái chân phải nào. Mở sang ngang. Đúng không? Nhưng không chặt thảm. Nhấc lên cho em. Mình đang ở cái cầu. Thở đều. 6 Hỏi rất tốt. Lên nữa nào. 5 Mở hết ra cho em. 4 3 Vòng 2 Và 1 Rồi hít vào lưng chân phải bên giữa. Thở nhẹ nhàng hạ gót chân trái. Hạ chân phải không hạ mông. Nên mông cho em nào. Hít sâu. Nâng chân trái hướng chân. Kéo gót chân dưới lên. Giữ thở đều. 6 Lên nữa. 5 Kiểm cao lên nào. Siết chặt mông bụng cùi để mông lên. 4 Rút sâu vào đáy xài. 3 Lên nữa đi lớp. 2 Và 1 Mở chân trái sang trái. Hỏi tiếp mở sang trái nha. Rồi điều cho em mông vẫn lên nó lớp. Không ai hạ mông xuống đâu. 6 5 4 Siết mông đẩy thông lên trên. 3 2 Và 1 Rồi thở nhẹ nhàng. Chúng ta thu chân trái bên trước nào lớp. Rồi hạ sắp xuống dưới. Thẳng mông. Co đầu của về bụng. Hai tay ôm đầu bụng. Chúng ta làm nguyên như vậy. Tập trung ý thức cảm nhận sự căng giãn toàn bộ cuộc sống. Cảm nhận toàn bộ các cơ quanh lưng của mình.
thư giãn và mát xa. Hít vào, thở nâng đầu lên, mũi chán chạm về đầu gối, giữ ở đây thở đều, vẫn luôn tập trung cảm nhận và bộ cuộc sống của mình nóng hơn. Rồi thở chúng ta hạ đầu, lúc cổ của gối lăn ngược trái phải chân phải chân. Và thể dần dần em theo chiều rộng, tất cả lắng lòng. Rồi sau đó chúng ta nằm ngửa trên thảm nào, mình sẽ vào tư thế cuối cùng là sát chết sát ba sát thảm. Cả lớp chúng ta nằm thoải mái trên thảm. Mọi người có khăn có ở lớp nhét hết vào ngửa trên nhé. Khăn kề ở cổ và thắt lưng. Ở lớp nhét tới nhau chân. Chúng ta ngồi bằng thoải mái trên thảm, hai chân cách rộng bằng 2 mét thẳng, hai tay xuôi theo thân lòng bàn tay ngược, đầu không nghiêng sang phải cũng không nghiêng sang trái, nhẹ nhàng nhấn cái đôi mắt của mình lại, cắt nhẹ đôi môi, lưỡi cong mềm mại đặt lên hàm răng trên, nhẹ nhàng kéo cái miệng của mình sang hai bên để trên môi lưu trở một nụ cười hào tiếng, nước thả lỏng toàn bộ cơ thể. Thả lỏng vùng đầu, thả lỏng trên tóc, thả lỏng các cơ quanh mặt, thả lỏng vai, cánh tay, thả lỏng một lần nữa, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chúng ta thư giãn toàn bộ cơ thể, thư giãn các cơ vùng, tập trung cảm nhận sự thư giãn của các cơ vùng đùi. Bây giờ tất cả các cơ đang được thả lỏng, thả lỏng và thả lỏng, không còn sự căng ở nơi nào. Các cơ đang được trải dài trên thảm thật thoải mái, thoải mái. Bé vừa ngửa lòng bàn tay ra, hãy tập trung vào hơi thở vào và hơi thở ra, hít vào chậm chậm, thở ra, thở ra thật sâu, thật hết, đẩy toàn bộ những thảm khí trong cơ thể ra bên ngoài. Khi chúng ta hít vào, cảm nhận một luồng không khí thật trong lành đang lên nhỏ vào các cái lan trong cổ của mình. Khi chúng ta thở ra, hãy bỏ mọi ưu phiền mệt mỏi trong cuộc sống ra bên ngoài. Và tạm dừng tĩnh lặng này, hãy muốn sự tập trung của mình vào bên nhà, bên trong ngôi nhà nội tâm của bạn. Một chút miễn biến viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút bước chân có thể đạt đến ngàn vạn dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới, cho những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những nỗi đau. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ký ức có thể hiện hữu, có thể hữu ích cho những năm tháng về sau. Một chút giấc mơ có thể dẫn đường cho những thành công vĩ đại. Và bây giờ chúng ta cùng nhau trao đổi năng lượng, trao đổi và những gì, những tình yêu thương của tất cả mọi người. Hãy trao đổi những cái một chút nhỏ bé này có thể mang lại niềm vui, hạnh phúc lớn và cuộc sống cho tất cả chúng ta.
hay đi ngược tình yêu thương và lòng biết ơn đến với tất cả mọi người, mọi vật, mọi loài. Và bây giờ, mời cả mắt hãy từ từ có ba kiến thức trở về đến với hiện tại. Đánh thức các giác quan, đồng đầy bàn chân, bàn tay, lưng tay lên hoặc cánh tay xuống, nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái, rồi hít vào một hơi thật sâu, hai tay vươn qua đầu.